Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn bài số 2 trong tuyển tập vẽ cỏ bạn treo. Các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna một vài thứ: tre vẽ nét, móng, cỏ bạn và cỏ râu. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cỏ bạn và chúng ta tán hai màu cỏ bạn ra trước. Chúng ta sẽ tán treo trên một mặt phẳng bất kỳ. Các bạn sẽ lấy màu tím tán với màu hồng. Hồng này chúng ta sẽ pha một ít đỏ vào đây. Cứ tán theo kỹ thuật tán 3D bình thường. Xoay cỏ một nét cỏ bạn vừa. Sau đó vẽ thêm một nét lớn. Rồi một nét nhỏ lại. Rồi một nét lớn tiếp kéo vào đuôi móng. Đây là nước đầu tiên chúng ta vẽ bằng treo. Nó đã hiện lên đẹp rồi, chúng ta đem đi hơ đèn. Hơ đèn thì chúng ta chỉ cần hơ được từ 10 đến 20 giây là tùy đèn thì nó sẽ khô lại. Vì đây là lớp treo mỏng nên rất nhanh khô. Trong lúc chờ đèn khô thì chúng ta sẽ tán treo một lần nữa. Tán treo màu đẹp trên cỏ thì chúng ta lấy móng ra và tô lần thứ hai. Tô lần thứ hai là tùy thuộc ở mỗi người thích hay không thích sự nổi bật. Nếu không chúng ta chỉ cần vẽ một lần là được với treo vẽ của Annette. Còn nếu không thì chúng ta tô lần hai để đắt sắc, sắc nét. Tô lần thứ hai là hoa của chúng ta đã vô cùng nổi bật. Tiếp tục cho đi hơ đèn. Trong lúc hơ đèn từ 10 đến 20 giây thì chúng ta cứ lấy cỏ và tán thêm một ít treo vào đây. Tán màu cho nó thật đẹp. Đối với các bạn vẽ tán cỏ bạn bằng treo thì màu của chúng ta lên sẽ rất chuẩn và rất bền móng. Tiếp tục vẽ thêm một tầng hoa bên trong. Cánh bên trong dĩ nhiên là sẽ xen kẽ với cánh bên ngoài. Nước đầu tiên hơ đèn. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái cánh úp lại bên trong để tạo độ 3D cho cái hoa. Sau đó chúng ta vẽ thêm một cánh úp lại của cái cánh bên ngoài cùng. Như thế này. Đồ lại lần thứ hai cho nó đậm hơn một xíu. Cánh viền ngoài này chúng ta sẽ cho nó hơi nhạt hơn những cánh còn lại, cho đi hơi đèn. Sử dụng cỏ râu để viền lại bên ngoài cùng của tất cả các cánh hoa trong cái hoa này để tạo ra độ nổi bật. Chúng ta viền màu hồng ngoài cùng. Khi viền bằng cỏ râu thì chúng ta sẽ lưu ý đi nét dứt khoát, lấy treo gọn gàng.
lấy cây cọ khác hoặc rửa sạch cỏ để lấy một màu mới, màu xanh và màu trắng để chúng ta tán lá cho hoa. Vẽ một cái lá uyển chuyển phía trên đây. Nhớ hãy cho một cái cánh lật cho lá để tạo độ mềm mại. Viền lại lần thứ hai cho chiếc lá thêm xinh. Đối với treo vẽ này, chúng ta chỉ cần viền hai lần thôi là hoa của chúng ta, lá của chúng ta đã cực kỳ sinh động rồi. Vậy là hoa của chúng ta đã xuất hiện và chúng ta chỉ cần ghép mẫu thiết kế hoa này vào bộ design của nó. Vậy là chúng ta đã có một mẫu móng cực kỳ lung linh cho khách bằng cỏ bản treo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Na. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Na và nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.